Thực ra là mình không trải qua nên mình không biết được. Tại vì cơ duyên nó tới là như vậy. Nghĩa là mà em nghĩ trong cuộc đời nếu mà cái duyên này không tới thì cái duyên khác nó sẽ tới. Cho nên mà em không biết là cái duyên khác đó là cái sự bất ngờ nào. Lúc đó em gặp anh Bảo thì em làm đĩa hai đĩa đó. Thực ra mà nói thì nó là một đĩa thể nghiệm và dĩ nhiên em có fan, nhưng mà nó không phải là cái đưa em đến những cái như bây giờ. Mà thực ra em lại bị một cái đó là cái bệnh sợ đám đông. Lên đám đông, lên sân khấu em rất run. Một cái bệnh mà... ai cũng như em, nếu từ tỉnh lên Sài Gòn học nghề về nghệ thuật biểu diễn trước công chúng đông người thì gần như là ai cũng run, dù rằng rất là muốn được nổi tiếng. Dạ đúng rồi. Từ đám đông mà lại sợ đám đúng đông. Đúng rồi. Và cái quan trọng là mình phải vượt qua được cái sự sợ hãi đó, là phải tập. Mà lúc lần đầu cứ cầm cái micro là tay nó cứ run như thế nào, không biết là người nó cứ run run từ trong bụng run ra, làm sao mà tập trung mà làm được cái việc gì cho nó ra hồn. Hay là cũng phải vất vả đăng ký hết chỗ này chỗ kia, nhưng mà cứ cầm mi lên là tim nó đánh bụp 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 bụp, thế là cái không hát được. Em bị rớt, em nghĩ là làm nguyên em làm rớt cho dạ, truyền hình rồi. Thế mình run mà mình không thuộc bài luôn. Tại vì mình bị áp lực quá nhiều á, mình không có cái kinh nghiệm để đứng sân khấu. Đó là một cái chỗ rất là nhỏ vậy mà mình còn rung nữa. Đó là vì sao em có một cái cơ sở là em đậu trường cao đẳng, em nghĩ rằng là từ những cái ưu điểm nào? Đậu ở trường cao đẳng thì đỡ em, một em vẫn phải hát một bài đúng không? Dạ đúng rồi. Thì cũng rung như như là mọi lần phải không? Nhưng mà cái tâm lý thì nó lại khác, tại vì em không biết nữa, nhưng mà lúc đó là mình ôn thi rồi, những cái bài thi á mình trải qua hết. Thành ra là mình ôn thi trong vòng 2 tháng, những cái người đó họ cũng đăng ký để thi luôn, thì xung quanh mình cũng có bạn bè. Là cái môi trường mình cũng dễ quen hơn, thấy, là thả mình vô một cái môi trường thấy, thấy thân quen và gần gũi hơn. Dạ đúng rồi, thành ra mình cũng có cái sự tự tin hơn, cũng may mắn. Và thứ hai là thi vào cao đẳng thì mình phải thi cả 3 môn chính thức nữa, có nghĩa là nhạc lý và không, ngoài ra là 3 môn văn hóa, toán, văn, anh. Là... khối D hả? Dạ, dạ đúng rồi, khối D. Thế là phải thi 3 môn đó nữa, và 3 môn đó nó điểm số của mình cũng khá là cao, cho nên là những cái môn bên đây nó đắp qua đắp lại. Và ở bên cao đẳng thì không giống như nhạc viện là họ đòi hỏi về ngoại hình nữa. Cho nên là một chút cộng được một chút là mình may mắn. Không mình được đòi hỏi ngoại hình đúng không? Có đòi hỏi ngoại hình đó. Nhưng mà em nói rằng là giữa nhạc viện với lại bên cao đẳng thì nhạc viện đòi hỏi ngoại hình nhiều hơn. Sau đó thì em có đăng ký nhiều lắm. Lúc mà đi học á thì các bạn cũng có rủ ở nhà văn hóa thanh niên có cái khóa học ước mơ trong tầm tay á. Nhớ dài ghê ha, tiền nhớ dài. Thế là mình cũng khăn gói đi học, mình cũng đi vào mình học, mà mình thấy các bạn cũng đông quá, và dạy thì cũng giống như trong trường mình học. Đó là chỉ có khác là ở đây có dạy thêm vũ đạo. Mà mình lại không có giỏi về cái đó. Lúc đó em đang là sinh viên năm nhất của cao đẳng rồi đó hả? Dạ đúng rồi. Rồi đi học thêm cái này. Dạ đi học thêm. Cứ vừa đi học vừa chạy xe vừa ngồi tâm sự với một cái đứa bạn, nhưng nó là nó trời ơi, giờ làm sao bây giờ, sao mọi người ai cũng học như vậy mà không ai nổi tiếng hết kìa, rồi sao? Trong em lúc nào cũng nghĩ rằng là chỗ nào có thể cho mình nổi bật lên mới được. Đúng rồi. Còn nếu mà vô thấy chung chung đều thì là em đang thấy là em rút lui liền. Dạ đúng rồi, có nghĩa là mình sẽ không có một cái gì hơn mọi người ở đây. Nghĩa là mình phải có một cái gì khác biệt, hoặc là có một cái gì đó, một cái cơ hội nào đó. Tại vì nhìn ở trong đây thì mình thấy ở đây hình như không có cơ hội. Là mình lại đi chỗ khác, mình đi tìm nó. Như vậy trong tiên lúc nào cũng có một cái suy nghĩ là mình phải làm cái gì đó để có thể nổi bật lên trong một cái đám đông mà thấy mình cũng chẳng khác họ bao nhiêu, phải không? Dạ đúng rồi. Và cái việc đó là em phải đi tiếp cận với nhiều chỗ để em nghĩ rằng chỗ nào có thể cho em thực hiện được cái điều đó. Dạ đúng rồi. Thì em đi vòng vòng cuối cùng là tới một ngày gặp Quốc Bảo. Dạ. Em vẫn trân trọng những cái gì mà anh Bảo giúp đỡ cho em. Bởi vì phải có những cái đó thì nó mới có những Thủy Tiên ngày hôm nay. Dĩ nhiên là nó không đưa em đến cái thành công của ngày hôm nay, nhưng nó là một cái bậc thang để em học hỏi thêm. Giống như là muốn có hiện tại thì ta phải cảm ơn quá khứ. Nên là ở một cái thời điểm đó là anh Bảo có đề nghị là làm đĩa cho em.
À, dĩ nhiên là kinh phí thì mẹ em tài trợ. Có đại gia biết sao. Mẹ em là tài trợ cho em làm album. Thì dầu là nó không mang em đến những cái thành công em có hiện tại, nhưng mà nó là một cái để em có kinh nghiệm nhiều hơn. Ở trong hai cái đĩa đầu tiên thì có những cái bài mà em sáng tác. Và sau đó thì cái mà đưa em tới với công chúng mọi người đó là ca khúc Giấc Mơ Tuyết Trắng trong phim Tuyết Nhiệt Đới của đạo diễn Vũ Mục Đản. Thực sự lúc đó em sáng tác thì sáng tác sao ta? Tại vì chắc em chưa đành về nhạc lý hay đã biết hơi hơi rồi. Và em chỉ hát bâng quơ một số giai điệu rồi bảo sẽ ký xướng âm lại. Không, tất cả các giai điệu trong đó đều do em sáng tác hết. Có nghĩa là không... Em viết nhạc lý luôn. Dạ, không có can thiệp vào cái giai điệu của em. Tại vì những cái bài hát đó anh Bảo chỉ làm nhạc giúp em thôi. Còn những cái cảm bảo xúc... Bảo hòa âm. Dạ đúng rồi. Còn em là lời rồi nhạc là của em hoàn toàn luôn. Dạ đúng rồi. Hai ca khúc đầu tiên đó là ca khúc gì Thủy Tiên? À ơi và Con Sông Mồ Côi. Hai ca khúc đó đều em viết cho cha em hết. Tại vì hình ảnh của cha và cái một cái tuổi thơ em gần như là gắn liền với lại bố. Dạ. Thì ở trong đó Con Sông Mồ Côi thì em viết cái ca khúc đó nó là một cái kiểu hát ca trù của người Bắc. Nhưng mà em lại thấy nó phù hợp với lại cái bài hát mà em viết. Mà lúc đó em lại cũng đang rất là thích thể loại đó. Có nghĩa là em ở thời điểm đó thì mình viết về nhiều nhiều cái thể loại nhạc. Mình có đi học cho nên mình tìm hiểu nhiều cái loại nhạc khác nhau ở Việt Nam. Từ miền của mình là mình đã biết rồi nha, miền Bắc rồi miền Trung, rồi những cái như là ca trù này nọ. Thì mình cũng có một cái thích, một cái đam mê, thế là mình cũng viết ra được những cái bài hát như vậy. Nhưng mà hình như là khuynh hướng của em là cuối cùng sáng tác rock à? Cái hơi hướng đó là rock. Nhưng mà cái lời bài hát nó cũng có khuynh hướng của rock, nhưng mà nó vẫn thiên về cái tự sự. Và em hướng cái con đường đó là em có một cái điều là đòi lạ hơn người ta. Không biết là hay hay dở, nhưng mà quan trọng phải lạ. Nghĩa là cái album của em đầu tiên nó không nói về tình yêu. Nghĩa là nếu tất cả mọi người làm nhạc về tình yêu, nếu mình làm giống, có nghĩa là mình như họ. Nên là mình phải khác biệt. Ở đó là cái tất cả những cái lời hát đó là nội tâm của một cô gái. Những cái khi mà cô lớn lên nó sẽ có những cái dằn xé nội tâm và có những cái tâm sinh lý nó phát triển, nó phức tạp của một cái cô gái mà ở cái ngưỡng cửa bước vào cuộc sống thực sự, thì nó sẽ có những cái suy nghĩ phức tạp và những cái quá khứ tương lai nó
đảo lộn để nó bước qua một cái hướng khác. Và em đang viết cho chính em luôn đúng không? Đúng rồi, tất cả những cái lời của ca khúc đó nó đều viết về cái nội tâm của cô gái đó. Và nó cũng có buồn, nó cũng có khổ, nhưng mà nó trong trẻo, trong sáng. Nó không nói về tình yêu mà nó là cảm xúc nội tâm, những gì mà sóng gió mà cô đã trải qua. Thì với cái sự thuận lợi đó, với một thầy một trò, thầy thì rất là giỏi và trò thì đang rất là muốn làm mình lạ, muốn làm mình mới. Dẫn em đến một giai đoạn mà làm cho em thực sự là có một cái thủy tiên là thương hiệu, là với hai bài hit lúc đó trong cái bộ phim Giấc mơ tuyết trắng hả? Tuyết mày nhiệt đới. Dạ, ở hai album đầu tiên á, thì nó thiên về chất tự sự nhiều hơn. Gothic, ca nhạc Gothic. Dạ, Gothic Rock. Thì cái Gothic đó nó hơi cổ điển, nó là tự sự nhưng mà nó vẫn có cái sự cổ điển đó. Cái cô gái trong Gothic có bao giờ nó cũng có nội tâm nhưng mà nó rất nữ tính. Đó là cái điều mà em muốn xây dựng tượng theo đó. Thì ở qua cái khoảng giai đoạn đó thì đến cái lúc đó là thực ra là cái ca khúc Giấc mơ tuyết trắng là em hát theo đơn đặt hàng thôi. Và em hát rất nhanh. Có nghĩa là mình nghĩ cái ca khúc này nó dễ thương, mình cũng thích. Nhưng mà mình thu với một cái tâm trạng là đây không phải là sản phẩm của mình mà là mình hát cho mọi người nghe. Phim của bác Vũ Ngọc Đảng thì mời anh Bảo làm nhạc, viết ca khúc. Thì anh mới đưa cho em hát, em thấy ca khúc này dễ thương. Nhưng mà nó không phải là cái dòng nhạc mà mình theo đuổi. Nó không phải là rock mà nó là pop, mà nó hơi Hàn Quốc chút xíu. Thì ở giữa tín đồ rock và cái pop á, nó có một cái sự đối lập rất là khác nhau. Pop thì nó cho rock là một cái gì đó nó hơi làm quá, còn rock thì nó là nhạc vua, cho nên pop là thấp hơn. Thế là có một sự đối chọi và em đang ở bên cái hướng bên đây và em đi qua bên đây để em hát một cái bài pop như vậy. Thì em hát với một cái tâm trạng rất là vui vẻ thôi và em thu có 15 phút là xong rồi. Tại vì khi mà anh bỏ khi mà em thu những cái bài của em á, thường em thu rất là lâu bởi vì em thấy được rồi nhưng mà mình vẫn muốn làm tốt hơn cái đó nữa. Còn với Giấc mơ tuyết trắng thì em lại suy nghĩ đơn giản hơn, là mình hát sao nghe dễ thương là được rồi. Thế là rất là đơn giản, 15 phút đi xuống. Cô hỏi cái cô Thu, nó ủa Thu chưa? Dạ con xong. Mình ủa sao nhanh vậy, bình thường hát lâu lắm mà. Nói không, bài này dễ lắm cô ơi. Nhưng mà đến lúc mà em thực sự là em cũng không ngờ là đến lúc mà khi mà ra được cái ca khúc đó lại hit. Em nhớ có một cái chương trình rock mà chính chương trình đó là cái thay đổi để em đi đến cái pop sau này, em thay đổi luôn hẳn luôn xoay dòng nhạc á. Cái chương trình đó toàn sinh viên thôi mà rất là đông, phải mấy nghìn người á. Thì chương trình đó người ta kêu rock band về rất là nhiều và có một số ca sĩ hát pop lên thì bị họ chọi chai, tại vì người ta đang rock mà nhảy pop vô là ta đâu có chịu. Đó là em chuẩn bị lên hát thì có một bạn vô nói là em ơi có người yêu cầu Giấc mơ tuyết trắng. Em nói không, em không biết Giấc mơ tuyết trắng đâu, em sợ bị chọi. Thế là nó không, nhưng mà người ta yêu cầu. Em nói thôi em không hát đâu, lỡ có gì chết á không được đâu, tại vì người dân nghe rock người ta cũng có cái máu vậy lắm. Xong rồi nó không, em phải hát Giấc mơ tuyết trắng mới được, tại vì mời em là vì bài Giấc mơ tuyết trắng. Nhưng mà lúc em lên hai bài đầu là em hát rock, đến bài thứ ba chuẩn bị giới thiệu Giấc mơ tuyết trắng rồi trong tim em rất là rung. Em không biết là cái có phù hợp ngữ cảnh không mà người ta không thích, người ta chọi chai lên là chết luôn á. Cái lúc mà khi mà em hát lên á, lúc mọi người trong hội trường, em biết là dân rock nha, mà hát theo hết, tất cả mọi người hát còn lớn hơn cả giọng em nữa. Nghĩa là từ đầu bài đến cuối bài là hát theo hết, từ đầu bài đến cuối bài. Tự nhiên lúc đó mình lại có một cái suy nghĩ rất là khác. Cái cảm giác từ đó tới giờ đứng trên sân khấu chưa bao giờ em được cái cảm giác như vậy. Nghĩa là mình cảm thấy mình được chia sẻ. Rõ ràng là ngày trước khi mà đứng trên sân khấu hát, những cái thể loại nhạc của mình nó khó nghe, và mình cũng biết là đây là cái thể loại mà rất là kén khán giả. Nghĩa là người ta thích nghe thì người ta nghe, còn không thì thôi. Tại vì cái đó là cái dòng nhạc, là cái tôi của em. Em muốn khác người, em muốn có một cái gì đó đặc biệt. Cho nên là em không cần người ta phải, em phải bắt người ta phải theo em, chứ em không muốn đi theo người ta. Nhưng mà cái cảm giác đứng trên sân khấu lúc hát cái bài Giấc mơ tuyết trắng, nó lúc đó đêm về em lại suy nghĩ, em nói âm nhạc là phải chia sẻ. Và đúng là khi mà em đứng trên sân khấu đó em cảm thấy thật sự hạnh phúc. Đó cũng là một cái bước ngoặt, em nhận ra là mình phải đi một con đường khác đúng không? Dạ đúng rồi. Với Giấc mơ tuyết trắng làm cho Thủy Tiên rẽ theo một cái hướng khác. Dạ. Mang tính muốn được chia sẻ nhiều hơn. Dạ, đúng và rồi. Thực hiện cái to của mình. Dạ đúng rồi. Đúng, với giọng của Thiên chưa có đủ mạnh, đủ khỏe, đủ dày. Mà khi khán giả lại thích một cái Thủy Tiên xinh xắn, là cái giọng trong trẻo, những ca từ nó không chỉ
mang yếu tố giải trí mà nó có một chút gì đó chất văn học trong đó. Dạ. Là những thế mạnh của Thủy Tiên lúc đó, phải không Tiên? Dạ đúng rồi. Những ca khúc của em sáng tác thì nó vẫn còn mang hơi hướng của hai album đầu. Có nghĩa là khi mà mình chuyển á, thì mình không thể nào lật mặt trắng lên mặt đen, mình cũng vẫn phải có những cái mặt chuyển chuyển. Nhưng mà cái quan niệm của em á, tại vì em cũng may mắn là em làm việc với anh Bảo, em làm việc với bác Hiếu, bố của chị Hà Trần. Đó là những cái người đó là họ tiếp xúc với cái âm nhạc nó rất là văn minh. Cho nên là mình cũng bị tiêm nhiễm vô và mình cũng học hỏi được nhiều thứ. Cho nên là khi làm nhạc trẻ, làm nhạc thị trường, mình vẫn có một cái chiều sâu. Chứ đó không phải là cái kiểu chợ hoặc là nó nghe xong nó trôi tuột đi. Và chính là những cái bài hát mà từ thời điểm đó em sáng tác cho đến bây giờ đâu người ta vẫn yêu cầu, thì mình vẫn hiểu được là cái giá trị của ca khúc nó nằm ở chiều sâu, nghĩa là đến bây giờ người ta vẫn cảm nhận được, chứ không phải là qua một cái đợt đó rồi người ta quên mất, người ta không muốn nghe lại. Phải khác lạ là cụm từ mà Thủy Tiên luôn nghĩ đến mọi lúc mọi nơi, Kiên Giang hay thành phố Hồ Chí Minh, sáng tác hay ca hát, diễn xuất lúc 18 tuổi hay hiện tại. Phải khác lạ là động lực mạnh mẽ, là phép màu kỳ diệu đã biến một cô bé lọ lem mê hát vùng biển, chân ướt chân ráo lên phố thị lạ lẫm không người thân của hơn 10 năm về trước, lột xác thành nàng thơ thiên nga kiều diễm lẫy lừng. Ngay cả nhan sắc ngày càng mặn mà nhưng không kém phần quyến rũ, cũng là minh chứng trong định hướng hình ảnh và nghề nghiệp phải khác lạ của nữ ca sĩ giấc mơ tuyết trắng đình đám một thời. Vì em thanh minh thì người ta cũng không thể tin được. Em vừa khóc mà vừa viết ca khúc đó. Em siêu lãng mạn. Em có một cái đặc điểm là em chỉ yêu đàn ông có tài. Đôi khi cũng có háo sắc một tí. Bây giờ là chỉ lãng mạn thôi. Chỉ lãng mạn thôi. Chắc mình diễn dở thiệt cho nên người ta mới chê. Em cũng rất là miền Tây. Sẽ cưới ai, sẽ lấy nghề nào, em đâu có quyết định được cái chuyện đó. Cái này đúng nè. Nhìn em vào không thấy tin miếng nào. Em khó khóc lắm. Chỉ có khóc lần duy nhất là em biết cha em đi khỏi cuộc đời này vĩnh viễn.